như chiếc này, nó sẽ giống như chiếc Orion thôi. Nên có tay thì cứ để đóng lên có tay, sẽ nghe tiếng đẹp đẹp có tay ha. Thì cái chỉnh lịch ngày thì nó sẽ là nước giữa đó, nước giữa nó sai nhất là nó chỉnh giờ đó. Thì giống như Orion nè, giật ra cái dây kim dây chỉnh giờ, thì chỉnh giờ là chỉnh kim đi thuận, hạn chế chỉnh ngược đó. Nó như kim dây không, kim giật này đó, Còn là giờ nó chạy tới thôi. đúng không, chính thân thuận của cái kim cái giờ. Nó mới qua 12 giờ trưa đó. Nhưng mà Mình làm sao mình phân biệt được 12 giờ trưa với 12 giờ chưa? quan lịch nè, anh thấy 18, 19 qua 20 nè. Anh chị muốn đất tên 9 ngày anh thôi. Bữa nay ngày 6 26. Đó, xong lấy lại giờ. Cái tour này nó mới có 5 giờ sáng à. Không mà chỉnh về 5 giờ chiều thì quay một vòng nữa. Quay thêm 12 tiếng nữa thì mới về chiều. Giờ là 4 4 giờ 42 phút. 4 giờ 42. 4 giờ 42. Đó, thì là xong. Nè. Chưa, tiếp đọc xong. Nên quá trình sử dụng mà có gì không rõ thì cứ gọi điện thoại cho anh.